ba mày cơm má cá mà nấu mẹ cũng tiêu. Trời ơi, đứa nào vậy? Dạ xin lỗi, dạ con. Dạ thưa con, cha con muốn gặp bác Năm. Bác Năm? Dạ. Vậy là đứa nào? Dạ thưa con á, là con Hằng. Dạ con ở dưới quê Xe Đéc của bác Năm á. Dạ thưa con á, là con của bà Mười. Mà bà Mười á là em của dì Chính. Dạ mà dì Chính á là bạn của bác Năm. Con mà Mười. Dạ con dì Mười. Dì Mười, Mười em mà Chính. Dì Chính bạn bác Năm. À bác Năm. Dạ. Bác Năm là vợ tao. Dạ thưa con chào. Dạ con chào ông bác Năm trai. À thì sao? Dạ lên đây có chuyện gì không? Dạ thưa con. Trời ơi, con gái con lứa ăn nói nhỏ nhẹ chút bay. Dạ con dưới quê là đồng không mong vạnh ruộng lúa bát ngát này kia nọ, thành ra nói chuyện lớn tiếng dữ lắm. Dạ con xin lỗi. Dạ thưa con á. Dạ con á là con của dì Mười em dì Chính. Dì Chính bạn của ba. Trời, thôi cái đó tao biết rồi. Dạ. Mày lên đây có chuyện gì nói tao nghe coi. Dạ là vậy, bữa bà bác Năm mới về dưới quê con, cái gặp con đó, cái xong cái con thì mần ruộng lúa vậy đó, đầu đến nào ngay thì cũng tới mùa cũng hết việc đó, cái con mới xin đó bác Năm mà lên đây, cái bác Năm chịu. Dạ nói thôi để cho con giúp việc. Dạ lên đây giúp việc. Dạ con bà Mười em bà Chính. Bà Chính bạn bà Năm vợ tao. Dạ lên đây giúp việc. Dạ ôi không có đâu, chắc là bay nhầm lẫn gì đó. Nhà này vợ chồng tao đâu có cần gì đâu, tao đâu nghe bà nói gì đâu giúp việc gì. Ủa nhưng mà con á, dạ là con có địa chỉ hẳn thôi, dạ của bà Năm ghi cho con, rồi con cũng có hỏi hàng xóm rồi, tao nói đúng là nhà của bà Năm. Rồi đưa tao coi. Dạ dạ đây. Dạ đúng là địa chỉ nhà của tao rồi. Dạ nhưng mà sao tao đâu có nghe bà nói gì với tao đâu. Dạ thưa cái đó chuyện riêng của vợ chồng bác Năm, sao con biết được. Nhưng mà nhà này tao thấy là đâu có cần gì người giúp việc gì đâu, sao bác nói là gì. Nói bác Năm nói là bác Năm có bán hàng ngoài chợ á, kêu con chạy việc ngoài chợ. Vậy hả? Dạ thôi vậy giờ ngồi xuống đây đi. Dạ đợi bà đi công chuyện về thì nói chuyện với bà. Dạ con cảm ơn. Chứ tao cũng biết gì đâu. Nhưng mà số là gì? Trời ơi sao nữa. Con đi từ hồi qua lận, đi suốt đêm luôn á, thành ra giờ tới đây rồi. Con cũng xin rửa mặt rửa tay chân rồi toilet. Gì? Dạ đi rửa mặt rửa tay toilet. Toilet là gì? Rồi tao hiểu rồi. Rửa mặt rửa tay đi vệ sinh đúng không? Dạ. Trời ơi thôi giờ để đồ đây. Dạ. Rồi xuống dưới rồi rửa mặt rửa tay cho tỉnh người rồi bả về nói chuyện với bả, thấy không? Dạ con đi với này. Trời ơi được rồi ha, con gái lứa làm ơn nói chuyện nhỏ nhẹ chút xíu ấy. Dạ. Đi xuống dưới rồi quẹo ta phải là thấy nhà vệ sinh dưới á. Dạ con cảm ơn. Bà rất lạ, làm cái gì cũng không bao giờ mà bàn tính với mình một chuyện hết, muốn làm gì là làm, khi mọi chuyện đã rồi thì mới nói. Riết rồi coi tôi không có ra cái gì hết. Cái ba. Trời ơi cái vụ gì nữa? Sao nhắc hoài bay, làm ơn nói chuyện nhỏ nhẹ chút xíu bay. Con xin lỗi. Thưa bác, con cho con hỏi cái này chút. Dạ thưa con hỏi, con mới lên thì con không biết, con muốn đến đồn công an á. Đồn công an? Dạ. Làm gì? Dạ thưa cái chuyện riêng của con, và cái chuyện nó quan trọng lắm. Bây giờ xin lỗi cho con, chị chỉ đường cho con tới đồn công an. Rồi cho con á, con gửi đồ đây ha. Cái con tới đồn công an cái là Con về liền con xin gặp bác Năm thì chỉ giùm con gửi đồ hả? Dạ con gửi đồ, con xách đồ đi nó nặng quá mà con tới đồn công an. Thôi đồ đạc đây có gì quý giá không? Gửi đây là đi để hồi quay lại là mất, nói tao đổ thừa tao là không có được à. Trời ơi trời, con có gì đâu mà quý giá. Trời ơi con gửi đồ con cảm ơn bác Năm cũng chết luôn cái chứ. Đúng vậy ha. Dạ con xin đi, con quan trọng lắm, con quay trở lại về liền. Không có gì quý giá ra. Dạ. Thôi để đó. Chỉ đường giùm con kia. Rồi từ từ ha. Dạ. Bây giờ muốn tới đồn công an ha. Dạ. Bây giờ từ nhà đi ra thẳng ngoài. Không? Thẳng ngoài nào? Thì đó, thẳng ngoài đường chứ thẳng ngoài nào. Dạ. Quẹo bên tay phải. Dạ. Tay phải đi khoảng chừng 20 mét tới cái ngã ba. Dạ. Cái ngã ba rồi quẹo trái đi khoảng chừng 35 mét là tới đồn công an. Dạ, quẹo phải đi 30 mét. 35 mét. 35 mét. Rồi quẹo trái 20 mét nữa. Vậy trời ơi. Bây giờ quẹo phải. Quẹo phải. Đi 20 mét. 20 mét. Thấy không? Rồi tới cái đó quẹo trái. Tới đó quẹo trái. Đi 35 mét. 35 mét. Là tới đồn công an. Dạ rồi con nhớ rồi. Thôi đi. Rồi. Con đi theo. Dạ con đi con về liền. Con nhà ai mà nhìn mặt cũng dễ thương. Mà ăn nói sao mà lớn tiếng quá trời không biết.